Bắt tay cái nào. Ê bạn ơi, tay hơi bẩn. Bỏ xuống, bỏ xuống. Thực sự tôi cũng thấy tiếc cho ông thật đấy. Nổi tiếng là chăm học, học giỏi mà lại không đậu đại học. Thì là nhà của anh Tân đấy anh. Cái gì? Nhà Tân đó. Mình đi bao năm rồi mà giờ về lá quê mình cũng chẳng thấy thay đổi gì nhỉ. Thì những người có ăn có học tài giỏi như chúng ta lên thành phố lập nghiệp hết rồi còn đâu. Làm gì còn ai ở đây mà làm thay đổi như này nữa. Ông nói cũng đúng. Này, bây giờ chắc mình về làng chắc mở mày mở mặt lắm nhỉ. Chắc là chắc thế nào? Chắc chắn mới đúng. Tôi đang nghĩ tới cảnh tượng mình bước xuống xe ô tô gặp lại bạn học cũ ngày xưa. Chúng nó mà thấy tôi ý, chắc là ngưỡng mộ tôi lắm đấy. Ngưỡng mộ cái gì bà? Ngưỡng mộ ấy là ngưỡng mộ Hải ấy này. Bây giờ nó thành công nhất đám ở đấy. Thì tôi chỉ không bằng Hải thôi. Chứ tôi về đây ý, tôi đố ai qua được tôi đấy. Hải, dừng xe lại. Cái gì? Đã đến nơi đâu mà dừng. Dừng xe lại. Này, chúng mày nhìn xem. Kia có phải là thằng Tân không? Chẳng nó thì ai nữa. Ai vậy nhỉ? Tân. Tân đấy ạ. Hải, Tùng, Huyên này. Chào Tân. Chào Tân. Mọi người về quê ăn Tết đây à? Bắt tay cái nào. Ê bạn ơi, tay hơi bẩn. Bỏ xuống, bỏ xuống. Tôi quên mất đấy, tôi xin lỗi nhá. Thôi, không sao đâu. Mà ông đang làm cái gì thế? À, tôi đang chở mấy bao phân ra ngoài đồng để bón đấy mà. Vất vả phết nhờ. Có gì đâu, công việc của tôi mà, tôi cũng quen rồi. Mà lâu ngày không gặp, mọi người khỏe không? Công việc thế nào, vẫn ổn chứ? Bọn tôi khỏe. Không những khỏe, mà bây giờ bọn tôi ai cũng thành đạt cả. Đây, Huyền vừa mới làm trưởng phòng mới của một công ty sao? Còn Tùng Ấm cũng thế, cũng mới lên chức trưởng phòng của một tập đoàn lớn. Bọn tôi thì có là gì chứ? Hải mới đáng nể phục này. Hải là người thành đạt nhất ở đây. Bây giờ Hải là giám đốc công ty Vivu rồi đấy. Vậy thì mừng quá. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, ai cũng thành đạt thế này, tôi mừng quá. Bọn tôi thì ai cũng thành đạt cả rồi. Nhưng mà tại sao trông ông lại nghèo hèn với cả trông chán đời thế hả Tân? Thất học kém học, không đậu đại học nó khổ thế đấy. Suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thôi. Sao bà lại nói thế? Bán cả cho mấy bỉ phân nữa chứ. Thực sự tôi cũng thấy tiếc cho ông thật đấy. Nổi tiếng là chăm học, học giỏi mà lại không đậu đại học. Bà lại nói sai rồi. Học giỏi chưa chắc đã đậu đại học, mà có khi học kém như mình ấy thì mới đậu được. Học tài thi phận mà bà. Tôi nghĩ rằng ấy, bây giờ có khi ông muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Ông nghĩ như vậy là không phải rồi. Tôi nghĩ chúng ta mỗi người có một công việc, một sự lựa chọn và một con đường riêng. Có ai giống ai đâu. Tân à, ông đã kém cỏi rồi lại còn hay bao biện như thế thì chẳng bao giờ ông khá lên được đâu. Ai lại nói như thế? Này, hai ông bà nói thế nào ấy chứ? Ngày xưa chẳng phải có 4 đứa mình chơi thân với nhau hay sao? Mà giờ 3 đứa mình đều thành công, thành đạt hết cả rồi. Có mỗi Tân là không. Chẳng lẽ bây giờ để mình thằng Tân là mất mặt 3 đứa mình à? Nhóm mình có 4 người thì 3 người thành đạt rồi. Có mỗi ông là kém cỏi nhất. Tôi cũng thấy thương cho ông thật đấy. À, tôi có ý này. Mọi người xem có được không nhá? Ý gì đấy? Bà nói xem nào. Bây giờ Hải đã là giám đốc công ty Vivu rồi, cũng có quyền lực trong tay. Hay là ông xem thế nào giúp đỡ Tân đi. Xem công ty có vị trí nào mà không cần bằng cấp ý, thì cho Tân vào làm. Đúng rồi, Hải xem thế nào giúp đỡ Tân đi chứ. Tôi á, tôi thì đơn giản thôi. Với những công việc mà không cần bằng cấp như kiểu của Tân ấy thì dễ lắm. Hay là bên thế này nhá, ông về công ty của tôi sẽ cho ông xin một chân làm bảo vệ. Nhưng mà cứ chờ qua Tết đã nhá. Qua Tết xong, ăn Tết ấm no đi đã, rồi về làm. Quá hợp lý rồi còn gì. Tân quen với công việc chân tay, làm công việc đấy ấy, là quá chuẩn rồi. Đúng rồi đấy Tân, ông phải cảm ơn Hải đi chứ. Đã có cơ hội tốt như vậy thì phải cố gắng đi, chứ quay lại với công việc đồng áng này biết khi nào mà giàu được. Thôi, không cần đâu. Tôi cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng mà ân huệ này tôi không dám nhận đâu. Sao thế? Công việc ổn định như vậy, lương lại còn cao nữa, mà ông còn chê à? Đúng rồi, đã nghèo là không biết cố gắng, công việc như thế này lại còn chê, thế thì khi nào mới đổi đời được? Không phải thế. Tôi quen với công việc đồng áng rồi. Bây giờ mà lên thành phố ấy, tôi không quen. Hay là ông chê công việc làm bảo vệ? Không phải như vậy đâu, tôi không hề có ý đó. Mọi người đừng hiểu nhầm. Thôi, nếu mà Tân đã nói vậy rồi ấy, thì bọn mình cứ kệ Tân đi. Thôi, ông làm gì làm đi nhá. Bọn tôi về thăm nhà đây. À mà này, trưa nếu mà ông rảnh ấy thì qua ăn cơm với bọn tôi nhá. Tôi biết rồi. À mà tôi bảo này, kể cả ông có bận hay là ông rảnh ấy, thì trưa cũng phải nhớ sang chung vui của bọn tôi đấy. Tôi biết rồi. À, hay là thế này cho chắc này. Một ngày công của ông chắc là khoảng 200.000 đúng không? Hôm nay tôi sẽ mua lại ngày công của ông. Đây Hải này, ông làm thế đâu có ý gì. Ít à? Hay là như thế này đi, 500 nhá. 500.000 tôi nghĩ rằng ấy là quá thừa một ngày công với ông rồi. Ông còn muốn cái gì nữa? Đúng rồi đấy, vừa được ăn lại còn vừa được cho tiền. Ông phải có phúc lắm ấy, mới có người bạn như Hải đấy. Ý tôi không phải như vậy đâu. Ông cất tiền đi, nhất định tôi sẽ qua mà. Thế vẫn chế ít à? Từng này ấy, tôi nghĩ là nhiều rồi mà. Nhưng mà thôi, dù ông có cầm tiền hay không ấy, thì trưa nay ông cũng phải sang chung vui cả bọn tôi. Nếu mà không ấy, thì đừng bao giờ nhìn mặt bọn này nữa. Tôi biết rồi. Thôi, bọn tôi về nhá. Chào ông. Chào nhá. Tôi về trước đây. Về đây. Phải công nhận, giờ đứa nào cũng thành công. Về quê ăn Tết nở mày nở mặt thật đấy chứ. Đương nhiên rồi. Bây giờ về làng mà cứ ngẩng cao đầu mà đi thôi. Đi đâu ai cũng khen ấy, sướng nhất ấy. Giờ mấy đứa mình thành ông nọ bà kia hết rồi. Có mỗi thằng Tân là thấp kém nhất. Không biết bao giờ nó mới khá lên được nữa. Cái ngữ đấy nói làm gì. Hải nó có ý giúp mà có chịu đâu. Mà thôi, kệ nó đi. Cái tư duy nông dân của nó ấy, thì chẳng bao giờ khá lên được đâu. Cơm nước em chuẩn bị xong cả rồi. Anh chị vào rửa tay chân rồi ăn cơm luôn đi ạ. À, đợi một lát. Chị còn phải đợi anh Hải nhà em về nữa. Với cả còn cả bạn sang ăn nữa mà. Dạ vâng ạ. Anh về rồi. Ê Trung này, anh hỏi một tí. Có chuyện gì đấy anh? Sao bao nhiêu năm anh bây giờ mới quay trở lại? Ban nãy đi qua đầu làng, nhìn thấy cái nhà to lắm. Có ai mới chuyển về à? Làm gì có ai chuyển về đâu anh. Đấy là nhà của người làng mình mà. Người làng mình á? Người làng mình thì anh lạ gì mặt nữa đâu. Hay là của nhà ai nhỉ? Mà nhìn cái nhà đấy, như kiểu cái lâu đài ấy, hoành tráng dã man. Công nhận, đánh tôi đi qua cũng thấy cái nhà to vật vã luôn ý. Đấy là nhà bạn của anh chị mà các anh chị không biết à? Bạn á? Bạn anh chỉ có mấy đứa là chơi với nhau thôi, làm gì có ai đâu. Chả có ai giàu như thế cả. Hay là nhà của bà Huyền? Tôi đào đâu ra tiền mà xây nhà. Chắc là nhà thằng Tùng đấy. Ừ, thường bà bớt tào lao đi. Mà nhà ai đấy Trúc? Thì là nhà của anh Tân đấy anh. Cái gì? Nhà Tân đó. Đúng rồi. Không nhà anh ấy thì nhà ai đúng không ạ? Làm gì có chuyện ấy được. Bạn này anh vừa gặp nó ngoài đầu thôn, đang cánh phân cơ mà. Làm sao giàu được như thế? Thằng Tân làm gì có tiền xây cái nhà to như thế được. Cái nhà như thế thì đã là gì. Anh ấy bây giờ muốn ấy, có mà xây được mấy cái nhà như thế. Anh chị đi học lâu ngày không về nên không biết. Anh Tân bây giờ giàu nhất cái làng mình rồi đấy. Vô lý. Cái ngữ trượt đại học như nó, làm sao mà giàu như thế được nhỉ? Hay là trúng số nhỉ? Anh chị nói vớ vẩn cái gì đấy. Ai bảo với anh chị là anh ấy không đậu đại học. Anh ấy đỗ thủ khoa Học viện Tài chính đấy. Nhưng vì lo cho mẹ nên anh mới không đi học đấy. Thật á? Anh Tân. Trúc. Anh vừa vứt cái gì đi đấy? Để báo nhập học. Sao anh lại vứt đi? Anh bị điên rồi à? Anh quyết định rồi. Anh không đi học đâu. Sao lại không đi học? Anh có biết là rất nhiều người muốn đi học như anh mà không được không? Sao anh lại vứt nó đi? Em cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà anh rồi đấy. Nhà thì nghèo, làm gì có tiền mà đi học chứ. Với lại mẹ của anh cũng đang bị bệnh. Anh cũng đỡ để bà ở nhà một mình được. Thì anh cứ đi học đi. Lên đấy anh vừa đi học vừa đi làm cũng được mà. Với cả nếu bác ở nhà có chuyện gì thì em sẽ chăm sóc hộ anh mà. Không, anh quyết định rồi. Anh sẽ không đi học đâu. Lúc này đại học không phải là con đường duy nhất. Nhưng mà anh tin anh sẽ làm giàu được trên chính mảnh đất quê hương của mình. Mấy năm anh chị không về nên không biết. Anh ấy chăm chỉ lắm, tự nuôi trâu bò rồi tậu máy gặt, máy cày, làm cho cả cái làng này. Chưa kể, anh ấy còn có cả trang trại bò, rồi làm mô hình rau sạch, bán lên thành phố, và còn được xuất khẩu cả sang nước ngoài nữa đấy. Thật á? Em nói dối anh chị làm gì. Chưa kể, anh ấy còn có cả trang trại gà vịt, bạt ngàn mấy nghìn con. Cái nhà ở đây thì đã là gì. Anh ấy còn có mấy mảnh đất trên thị trấn nữa đấy. Tại sao? Nếu mà nó giàu như thế thì nó không đi thuê công nhân đi. Tự dưng cắm mắt cắm mũi xuống làm cái gì? Phải đấy. Làm gì có chuyện tự đi bón phân như thế. Thì tính anh ấy vốn chăm chỉ mà anh. Anh ấy khiêm tốn lắm. Mặc dù giàu như thế nhưng luôn thân thiện với mọi người. Anh ấy giúp đỡ cả cái làng này. Anh Hải, anh biết không? Đợt mà mẹ mình ốm, em gọi cho anh mãi không được, cũng là một tay anh Tân lo liệu, chăm sóc thuốc thang cho mẹ đấy. Sao giờ mới nói với anh? Thì anh Tân không cho em nói, sợ anh phân tâm, không tập trung vào học hành được. Cả nhà chị Huyền nữa. Đợt trước bão, nhà chị bị bay mất kết mái, cũng là anh Tân một tay sang lợp lại đấy. Còn em gái anh Tùng nữa, em anh đi học, cũng là một tay anh Tân hỗ trợ sách vở cho em gái anh đi học đấy. Chết, anh đỡ trách nhiệm được rồi. Mà vừa nhắc anh ấy sang kia kìa. Xin chào mọi người. Mọi người đợi tôi lâu chưa? Anh Tân đây rồi. Đông đủ cả rồi. Để em vào dọn cơm rồi mọi người cùng ăn luôn nhá. Em mau vào trong dọn cơm đi. Vâng ạ. Tân à, ông ngồi xuống đi. Tân này. Có chuyện gì? Mà sao mọi người căng thẳng vậy? Tôi thay mặt mọi người xin lỗi ông nhé. Tại vì bọn tôi cũng đã có những hành động và lời nó không được tốt cho lắm. Tôi cũng xin lỗi ông. Có gì mong ông Dục được bỏ qua cho bọn tôi nhé. Tân à, tôi không biết thời gian qua ông đã làm những việc đấy cho bọn tôi đấy. Tất cả cũng là do tôi quá ngạo mạn, nghĩ rằng mình giỏi, mình hơn người khác một chút, nên đã có những hành động, những cái suy nghĩ sai trái, khinh thường ông. Mau bỏ qua cho bọn tôi nhá. Trời ạ, tôi cứ tưởng có chuyện gì cơ. Chúng ta là bạn của nhau cơ mà. Tại sao mọi người phải khách sáo như vậy? Thôi, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến rồi. Chuyện gì cũ ấy thì cứ để cho nó qua đi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu: một ngày là bạn thì mãi mãi là bạn. Đừng như sâu lúc cạn lúc này. Sau này dù có thành công hay là khó khăn như thế nào ấy, thì chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau. Bây giờ ai đồng ý với tôi thì cùng nâng cốc nào. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng thế. Vậy bây giờ chúng ta cùng hô chúc mừng năm mới nhé. Nào. Nào. Hai bạn rô, hai bạn rô, hai bạn chúc mừng năm mới.